Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã quán triệt chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo định hướng nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025. Thảo luận một số vấn đề về công tác tham mưu cấp ủy trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực kết hợp, nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đổi mới hoạt động trang, nhóm trên mạng xã hội, ngăn chặn các thông tin xấu độc. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban chỉ đạo 35 các cấp, đồng thời đề nghị thời gian đến, các thành viên Ban chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm túc các chương trình của Thành ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Xem đây là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng mà ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của Đảng và chế độ. Các cấp ủy, các tổ chức đảng, mặt trận các đoàn thể, các thành viên trong Ban chỉ đạo phát huy tối đa cái tính chủ động, trách nhiệm, vai trò và khả năng của từng cơ quan đơn vị trong thành viên Ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ này. Để nhắc lại là phải hết sức chủ động, không trông chờ trên cái điều kiện thực tế của mình và trên cái chương trình công tác đã quy định thì các đồng chí hết sức chủ động trong việc tổ chức tham mưu triển khai. Tinh thần chung là rà soát những nhiệm vụ trong năm 2021 mà cái gì chưa làm thì tiếp tục làm cho nó đầy đủ. Cái thứ hai là bám sát cái chương trình trọng tâm của Ban chỉ đạo 35 thành phố giai đoạn 21-25 và cụ thể hóa trong năm 2022 này để tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan địa phương đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, tăng cường phối hợp xử lý các thông tin xấu, độc, chống lộ lọt thông tin, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, phòng chống, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của đảng cho cán bộ đảng viên trên địa bàn. Dịp này, Ban chỉ đạo 35 thành phố đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong năm 2021.